Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 6 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói thức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Những giọt trăng đêm đó. Nguyên bảo Trần Quang Phước. Duyên lành tôi được gặp thầy bất ngờ, một đêm trăng tỏ sau tháng 4, 1975. Không lâu. Từ đồi Trại Thủy, Nha Trang, thầy đã lần dò bước xuống những con dốc hẹp gập ghềnh để tìm tôi. Lần đầu tiên gặp vị thầy nổi danh đúng là một đại hạnh ngộ. Chỗ tôi ở, trống trải, cửa sân chẳng có, cửa nhà mở toang. Thầy bước qua sân đến trước trái hiên và hỏi vọng tên tôi vội chạy ra và lắp bắp, mô Phật, con kính chào thầy. Nghi thức chào hỏi đơn giản, rồi xong. Tôi bắt ghế dựa. Mời thầy và cả hai ngồi cạnh nhau dưới mái hiên. Ánh trăng xuyên qua cành lá, rót những đốm sáng lổ chổ lên người thầy, ốm gầy trong bộ áo quần vạt hò xám nhạt. Nơi đây, bỏ qua những chuyện vãn, xin nói về những chuyện thầy trò đối đáp cứ mãi gây nhiều ấn tượng cho tôi, thường dậy lên trong trí tưởng tôi nhiều thao thức dai dẳng. Lúc đó, gió mát thỉnh thoảng lay nhẹ cây lá quanh sân, những đốm trăng di động trên khuôn mặt thầy. Thầy nghiêm lại, nói vào chính đề. Chắc Phật giáo miền Nam mình sống không yên với chế độ mới đâu. Mình phải chuẩn bị ứng phó thôi. Ứng phó bằng gì, thưa thầy? Với pháp kiếm. Thầy đáp gọn lỏn, dứt khoát. Và quả thật, từ đó cho đến nay, thầy, tay không tấc sắt, chịu mọi nhục hình tù ngục, chịu bao bức bách tâm trí, vẫn. Nhất chiếu cước lạc huyền nhai hạ. Thủy bả chân không đối tịch hồng. Một sớm bước chân xa xuống vách núi treo leo. Mới lấy chân không đối trị lại đêm hồng. Với tôi, từ ngôn, hình ảnh thầy lồng vào bài thơ, tự thuật, có hai câu kết trên, thật siêu việt, có thể hiểu theo hướng đạo đế lẫn tục đế. Hành trạng, nhân thân, thơ văn, bút tự của thầy, đến nay đã được quảng diễn dưới nhiều góc cạnh tinh tế, thâm thúy bởi các huynh lữ, triết gia, văn thi sĩ, tăng nhân lẫn cư sĩ thiện tri thức từng sống gần gũi thầy hay chi ngộ thầy qua các tác văn chữ nghĩa của thầy. Nhưng tự chung mọi quảng diễn vẫn không ngoài hai hướng trong nhị đế của Phật đạo. Lời nói ngắn gọn của thầy bên hiên trăng năm nào vẫn là ký ức để đời, khiến tôi nghĩ rằng hai câu thơ trên như một thông điệp gửi lại cho người đương thời và về sau, rằng đất nước có cả thầy đã từng kinh qua bao thăng trầm thống khổ, giờ cũng đang bước vào bước ngoặt lịch sử tai ách. Chỉ còn cách lấy Phật đạo để cứu nguy, ứng phó với chủ nghĩa, chính sách, đỏ, vô minh, tăm tối. Tịch là ban đêm, tức tối tăm. U ám, cũng là vô minh phủ trùm, vây bùa. Hồng, là màu đỏ, màu của hận thù, của máu đổ xương rơi, của bạo tàn, oan khốc, cũng là màu của một lá cờ. Qua bài thơ, tự thuật, cùng nhiều bài thơ khác của thầy, nhiều thức giả nhìn thầy ở nhân cách đạo sư, thiền sư, du tăng. Riêng tôi, thầy là một tăng nhân nhập thế, một kẻ sĩ, một nhà đấu tranh, một chiến sĩ bất bạo động, đã luôn tin tưởng và y cứ vào uy lực bi trí dũng. Nêu cao tâm trí bất thối, vô ý của Phật đạo nói chung, của Phật Việt nói riêng để tịch tà cự bí. Uy lực đó thầy bảo tôi là pháp kiếm. Pháp kiếm đó không phải bây giờ được thầy Tuệ Sĩ nhắc tới, mà đã được biết bao tăng tổ tiền nhân lẫn cỡ đương đại, thủy bà, để đối trị với các thế lực nhân sự, vật chất bạo tàn, lẫn các trào lưu tinh thần, triết hệ hung hiểm mà Hòa Thượng Thích Đức Nhuận có lần gọi là tuệ kiếm. Ông Nguyễn Minh Cần, nhà hoạt động chính trị, nhà báo. Khi nhận định về nội dung bài thơ, tự thuật, đã giải thích hai câu thơ cuối nói trên thế này. Dù chưa một lần gặp, nhưng trong tâm tôi hiển hiện dáng dấp của một vị thầy lớn, một bậc đại sư, đứng cao vượt lên trên tất cả những nhỏ nhen hèn hạ, ác độc của những kẻ tiểu nhân đang đầy đọa thầy. Rồi một sớm giày chân rơi xuống vách núi treo leo, thầy mới lấy cái chân không để mà đối trị lại cái đêm tối đó. Đây mới là chặng đường gian lao, ác liệt nhất trong đời của thầy. Khi sẩy chân rơi xuống vực thảm địa ngục của các thế lực tà ma ác quỷ, thầy chỉ còn biết đem cái trí tuệ bát nhã sáng láng mà đối chọi với cái đêm tối đầy máu lửa mà thôi. Càng nghĩ đến thầy, tôi càng thấy xót xa,
càng kính phục đức độ cao quý của thầy. Nhưng thiết tưởng, chẳng riêng gì thầy Tuệ Sĩ, mà nhiều vị tăng sĩ khác của nước nhà, khi đứng trước cường quyền, cũng như khi bị đày đọa trong tù ngục, đều đã nêu cao cái tâm đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực sáng chói. Cái tâm đó đã hoàn toàn đè bẹp vô minh, độc ác và đê tiện của cường quyền, nêu cao chính nghĩa rực rỡ và chân lý sáng ngời của đạo Pháp. Và đó chính là niềm tự hào lớn lao cho các bậc tu hành trong giáo hội Phật giáo truyền thống của dân tộc Việt Nam. Với tôi, qua tự thuật, thầy mô tả thân phận, hiện cảnh của mình nhưng cũng để nói lên số phận, hiện tình của cả cộng đồng dân tộc Việt. Văn thơ của thầy đã biểu hiện rõ đặc tính, một là tất cả là một như thế. Mới đây, khi viết lời giới thiệu tập thơ, Thơ và Đá, của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, thầy mô tả về cuộc đời, tự quyết cách sống, rất mực ly kỳ của nhà thơ Sơn Núi, không những nói về phận người như một tra vấn, thao thức muôn đời của nhân loại về kiếp nhân sinh nhưng cũng để nói lên sự khước từ khốc liệt, cương quyết thoát ly khỏi xã hội ngục tù, bức bách, bất nhân. Thầy viết, ngoặc kép chấm, tôi đã cách điệu hóa chuỗi tương tục sử tính từ thơ của Sơn. Từ buổi bình minh của nhân loại. Thơ là bản tình ca trong cuộc hôn phối chư thiên và nhân loại, từ những nhớ nhung chằn chọc bởi yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Tôi cũng đã đọc thơ Sơn từ những buổi đầu như vậy. Nhưng rồi những bước leo thang của chiến tranh tàn bạo, những ngôi sao trên bầu trời thanh bình bỗng chuyển mình thành những cụm hỏa châu, soi sáng hố hầm bom đạn dẫy đầy xác chết. Làm thơ, là làm gì? Trong ánh hỏa châu, trong tiếng khóc của bà mẹ mất con, của người vợ mất chồng. Anh chạy trốn chiến tranh, trong những hũ gạo, trong những vách tường hai lớp. Bị tống vào quân lao, bị đẩy ra chiến trường làm lao công tài đản, có thể bị giết chết như một con chó lạc loài. Rồi với sự giúp đỡ của những người đồng cảm, những người hầu như chưa hề biết đến một câu thơ của anh được ngụy trang trong chiếc áo thầy tu, trốn khỏi chiến trường chết chóc, và tiếp tục sống tạm bợ di chuyển từ chùa này sang chùa khác, để tránh những trận càn quét quân dịch. Cho đến khi hòa bình được tuyên bố, anh lại lẩn trốn xã hội và tiếp tục nguyền rủa xã hội trong một thứ chủ nghĩa xã hội không có con người, nói như Trần Đức Thảo sau 20 năm im lặng. Cả gia đình anh sống ngoài xã hội như một bộ lạc tiền sử. Thầy nói chừng đó, không đủ mô tả chân diện, tịch hồng, sao? Tịch hồng, đó còn xuất hiện trong nhiều bài thơ của thầy. Máu người pha đỏ sắc cờ. Phương trời xẻ nửa giấc mơ dị thường. Nghiêng vai hờn tuổi trẻ. Máu đỏ rợn bên trời. Tuổi thầy trông cánh hạc vẫn chốc mồng, mắt con mở dáng đỏ lệ lưng tròng. Có phải khi thấu đạt, tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, lời ai du trào máu lệ bi thương, thầy không sao cầm lòng để ngăn những dòng lệ tưởng như lệ máu vì phủ một màu dáng đỏ, tang tóc, điêu tàn, hận tủi. Đến nỗi khi thầy về tĩnh thất, màu đỏ máu vẫn ám ảnh, theo đuổi thầy. Ơ kìa, nắng đỏ hiên chùa. Trăng non giỏ máu qua mùa mãn tang. Cảnh huyết lệ của trận đồ tương tàn trong dòng sử lịch đã khiến thầy nhiều phen đổ lệ huyết buồn đau. Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tủi. Từng con sông từng huyết lệ lan tràn. Thơ của thầy tràn ngập màu đỏ như một ám ảnh khó nguôi nguôi. Cái tịch hồng cũng vướng vất thê thiết. 10 năm sau anh băng rừng vượt núi. Tìm quê hương trên vết máu đồng hoang. Máu người pha đỏ sắc cờ. Phương trời xé nửa giấc mơ dị thường. Nghiêng vai hờn tuổi trẻ. Màu đỏ rợn bên trời. Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo ấy. Thịt xương người vung vãi lối anh đi. Nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy. Ta cúi xuống trên chân người bụi đỏ. Để nhìn sâu trong vết tích hoang đường. Gà sao xác gọi hồn ta từ quá khứ về nơi đây cùng khốn với điêu linh hương trái đắng mùa thu buồn bụi đỏ ôi ngọt ngào đâu mái tóc em xinh. Đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ bước luân hồi chen chúc cọng lau xanh xô đẩy mãi sóng vàng không bến đổ trôi lênh đênh ma quỷ rác cho tàn. Em đốt tình yêu bằng hận thù. Cháy đỏ mùa đông ta vẫn lạnh. Và trong u tịch của đêm đen tối ám trên quê hương suốt dòng sử lịch là thời khắc lộng hành của lang sói, quỷ dữ, ma tinh. Một thứ yêu quái hiện tiền đội lốt người gieo rác đau khổ oan khốc, lộng hành sách nhiễu lương dân, bắt bớ tù đày con đỏ, vùng giải văn hóa đổi trụy. Tung tác tham nhũng cùng khắp, bán đất bán biển cho giặc, sát phạt nhau tranh chức giành quyền. Không sao kể xiết, tôi ngồi giữa tha ma mộ địa. Lạnh trăng tà lụa trắng trải rừng cây khuya rờn rợn gió vèo tan bóng quỷ để hồn ta theo đốm lửa ma chơi. Vào buổi sáng sao mai mờ khói hận, nghe quanh mình lang sói gọi bình minh.
gọi quỷ sứ từ âm ti kéo dậy. Ngập rừng xanh lấp lánh ánh ma chơi. Đọc nhiều bài thơ của thầy, nhiều người bảo rằng thơ mơ hồ vương vất nỗi buồn vô hạn, xót xa, cay đắng trong lòng, có gì bi lụy, chán chường, nhiều khi như muốn buông bỏ tất cả. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ. Bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Tay anh với trời cao chim chiều rủ rỉ. Đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. Tơ trắng dài tâm sự. Bồi hồi mộng vẫn không. Xót xa đời lữ khách. Mệnh yếu thế mà hay. Tình chung không trả thù người. Khuất thân cho chọn một đời luân lưu. Không, không phải thế. Thầy vẫn vững lòng, như nhất lời hứa, quyết chọn lời thề, chỉ khi gục ngã, tắt hơi mới thôi. Tôi đi chấn chỉnh sơn hà. Hồng rơi vách đá mù xa thị thành. Đêm mông minh để lạc lối phủ sinh. Ngày mai đi ta vẽ lại bình minh. Ôi nỗi buồn từ ngày ta lạc bước. Cố quên mình là thân phận thần tiên. Ta đi xuống quậy trần hoàn nổi sóng. Đốt mặt trời vô hạn cô liêu. Không, thầy không hề bi lụy. Viết nhiều thơ văn phản kháng, đối đầu trực diện, chịu lần tù ngục vô lý, xem nhẹ án tử hình chẳng thèm ký giấy xin tha, thà tuyệt thực mà chết coi thường mọi vây tòa thiền môn, bị xua đuổi khỏi nơi cư trú thì chấp nhận làm du tăng, tự vác quốc bỏ chùa lên ven rừng dựng lều sới đất trồng bí, vôn cả. Không phải là dũng khí, hùng tâm của thầy ư, không phải là đại trương phu, uy vũ bất năng khuất mạnh tử ư. Nhưng sục tìm những làn pháp kiếm của thầy trong thơ làm gì? Thơ có công năng sáng tạo nhịp 2, 3, 4. Từ tác giả đến người đọc là cuộc lãng du phiêu bồng, bất định. Thi sĩ trung niên Bùi Giáng một lần nhận định về thơ của thầy, có nói, người thi sĩ xuất chúng xuất thần thường có phong thái khác thường. Họ nói rất ít mà nói rất nhiều. Họ nói rất nhiều mà trung quy hồ như chẳng thấy gì hết. Họ nói cho họ, mà như nói hết cho mọi người. Nói cho mọi người mà cơ hồ chẳng bận tâm tới chuyện thiên hạ nghe hay chẳng nghe. Nỗi vui, nỗi buồn của họ chẳng giống lối vui buồn của chúng ta. Do đó chúng ta trách móc họ một cách lệch lạc hết cả pa mang the justice in turn. Và thi sĩ Bùi Giáng chốt một câu, thi sĩ không nói rõ. Ấy là giữ khoảng trống vắng lặng phóng nhiệm cho thơ. Nói cho cùng, không ai phủ nhận được nhân cách đa diện, đa tài của thầy tuệ sĩ. Có những nhân diện tưởng chừng như không thể tương hòa. Thầy là một thiền sư khổ hạnh xem vạn pháp là sắc không. Vừa là một chiến sĩ đấu tranh cho dân tộc với sự sắt son kim cương vô hoại theo Nguyễn Mạnh Trinh, nhà phê bình văn học. Thầy là một nghệ sĩ phiêu bồng, một du sĩ phiêu bạt vừa là một nhà sư khắc khổ, ẩn nhẫn, thường xuyên bó chân tịnh mặc, trầm tư trốn tĩnh thất, am mây, lều cỏ vắng lặng. Thầy là một nhà văn có ngọn bút khi thì mượt mà, nhẹ nhàng, phiêu hốt trong những chuyện ngắn chuyện dài, tâm thư, khuyên bảo, khi thì, trẻ sợi tóc làm tư, nặng ký. Khó hiểu trong các luận giải triết học, kinh văn. Thầy là học giả bác lãng nghiền ngẫm nghiên cứu, sớ giải kinh luận khúc mắc cũng là nhạc sĩ mơ màng, lãng đãng với phím đàn, điệu nhạc. Nhưng một điều không sao chối cãi là thầy sau, tam thập niên tiền học khổ không, 30 năm trước học đạo khổ không thì trước vẫn nước điêu linh, dân tình khốn khổ, thầy đã dứt khoát, thủy bả chân không đối tịch hồng, nắm giữ Phật đạo đối lại đêm hồng, vừa thực hiện sứ mạng của một tăng nhân, lấy hạnh nguyện Bồ Tát cứu đời. Vừa làm sứ mạng của một con dân uy dũng, kiên cường trong vai chiến sĩ vô úy, kẻ sĩ chân chánh. Thủy bả chân không đúng là pháp kiếm mà thầy đã tâm sự với tôi đêm nào dưới trái hiên trăng tỏ. Thầy lấy pháp kiếm là để khai ngộ kẻ mê lầm, lạc nẻo vào chập trùng tà vậy, thành quỷ hung, ma dữ. Nhưng chắc chắn thầy cũng tin rằng tư trung khắp nơi đều có pháp kiếm vừa hộ thân vừa trừ ác để cùng thầy gánh vác chuyện non sông. Nỗi buồn cô đơn, thiên lý độc hành. Quạnh vắng trong thơ của thầy không phải là bi lụy, mà lời tâm sự thâm thiết, muốn nhắn gửi về muôn phương, vạn nẻo hãy tâm huyết cùng thầy đồng chung vung kiếm. Những bài viết, thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, đạo Phật với thanh niên, trí thức phải nói, tuổi trẻ lên đường, nói về thiện tài đồng tử. Là những khai ngộ, sách tấn đầy đạo tình, chân thiết. Những kháng thư, giác thư, một khía cạnh của vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, tham nhũng một quốc nạn, sự biến lương sơn. Văn minh tiểu phẩm, Phật giáo đạo Pháp chủ nghĩa xã hội, biến thái của Phật giáo Việt Nam hiện tại. Là những lời phản biện, tố cáo hùng hồn, nói thẳng thắn, nói trực diện với tà quyền và quốc dân, cũng là Pháp dược giải ngộ. Và đâu đó trong Thắng Man giảng luận, huyền thoại Duy Ma Cật, như hàm tàng một thông điệp của thầy vọng tới mọi tăng sĩ trẻ, mọi cư sĩ, Phật tử nữ nam tràn đầy nhiệt huyết,
hãy cùng hòa hội vung lên pháp kiếm, những làn pháp kiếm mà thầy tin tưởng có khi còn sắc bén không thua gì hay qua mặt cả pháp kiếm của giới sứ giả Như Lai. 2. Lúc đó, những giọt trăng nhỏ vào đôi mắt thầy, đôi mắt lung linh, sáng lên mà sâu thẳm. Thưa thầy, muốn ứng phó mình phải có lực lượng nhân sự. Kinh nghiệm xưa nay, tứ chúng Việt Nam không có an toàn khu khi đấu tranh với các thế lực cầm quyền. Nơi xuất phát và nơi trở về vẫn là mái chùa, vì thế mình bị tan hàng hay tự tan hàng rất nhanh. Không, có Trường Sơn, người ta đã xuống núi, bỏ đi, nay mình lấy lại. Cũng lối đáp nhanh, gọn. Thật sự lúc đó, tôi vẫn bán tính bán nghi lời thầy. Nhưng càng về sau, đọc nhiều thơ văn của thầy, mới hay giấc mơ Trường Sơn của thầy không phải là điều phù phiếm. Rõ ràng, với chủ trương lấy pháp kiếm để đối tịch hồng, thầy chẳng hề đoái hoài chuyện đấu tranh bạo lực, mà chỉ là lối đấu tranh dòng ý thức hệ, sức mạnh mềm, nói theo lối thời thượng bây giờ. Và xưa nay, cái mà người đời gán gượng là Phật giáo đấu tranh, thực chất chỉ là hành động của những người giác ngộ tình thế, tự nguyện tụ tập và tan hàng theo thể điệu, vân tập. Vậy thì thầy cần gì lấy Trường Sơn làm an toàn khu, như tôi vội hiểu non nớt lúc đó, cần chi chỗ tập trung tối cần cho một nhóm người đấu tranh an trú để bảo toàn thân mạng, nghỉ dưỡng, học tập, bàn kế hoạch, vân vân. Vậy thì, lấy lại Trường Sơn, như thầy đã nói là lấy ra sao? Pháp kiếm vốn gắn bó, sắt son, nội tại, vững chú trong tâm thức những người con Phật, và họ, người thủ pháp, đã và đang, vân tập, lan tỏa nơi nơi trong và ngoài quê tổ. Vậy cần chi một Trường Sơn sắc tướng làm cõi chú an toàn nhân mạng, khí tài? Cần chi hang kín khe sâu, đá che đất chắn, để có nơi ăn ở an toàn, gió mưa không hại? Lấy lại Trường Sơn là lấy linh khí, hồn thiêng sông núi. Lấy lại tinh anh, khí vượng của sừng sững đất trời, của vững bền đá dựng. Trường Sơn, cột sống của mảnh đất Việt Nam, là cốt lõi, tinh hoa, sức mạnh hùng tráng của cả một dân tộc. Nhưng hỡi ôi, Trường Sơn đã bao lần bị làm cho ô uế bởi hận thù, tham tàn, đẩy con dân vào cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, bom rơi đạn xả, máu chảy thịt tan, đưa phe ta phe địch vào cuộc tử sinh tang tóc. Và cả khi hòa bình rồi mà, xã hội vẫn còn là xã hội chủ nghĩa không có con người. Giấc mơ Trường Sơn của thầy Tuệ Sĩ là nguyện ước tỉnh hóa lại nơi chốn uy linh của bao đời tổ tiên Việt tộc dựng xây, bồi đắp, gìn giữ khởi từ thời mở nước, sau khi thầy đã, nhìn hun hút cho dài thêm lịch sử, dài con sông tràn máu lệ quê cha. Xin lập lại, Trường Sơn là biểu tượng của hồn thiêng dân tộc, là linh khí giống nòi, là long mạch rồng tiên. Trường Sơn từng là vạn lý trường thành để Việt tộc dựa lưng vững chãi, làm lá chắn an toàn, chặn đứng mọi mưu đồ ngoại xâm từ sườn Tây. Một vạn lý trường thành thiên nhiên tự tạo, không hề dựng lên bằng máu lệ, thịt xương của bao lớp dân đen bị xua đi nô dịch như thời vua Tần. Và ngày nay, hãy giải oan Trường Sơn, nơi chôn vùi bao thế hệ thanh niên thiếu nữ cho những chiến trận điên rồ, phi lý. Hãy ngày đêm vọng về Trường Sơn mà thống hối cho những cuộc tình giang dở lứa đôi. Những chia ly bất trắc giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con ngoan, giữa anh chị với em hiền, giữa những người xóm giềng thân thiết. Hãy tụ nhau thắp lửa, châm hương tưởng niệm dưới chân Trường Sơn mà nguyện hứa phải trả lá lại cho cành, trả cây lại cho gốc, trả nước trong cho suối, trả nước sạch cho thác, bồi đất tươi lại cho rừng. Hãy tài bồi lại những nơi Trường Sơn bị đạn bom cày nát, bị đào làm hầm trú, bẫy trông, bị phanh thây phá núi xẻ đường, đặt mìn, lắp súng. Hãy dặn con cháu luôn giữ cho rừng núi Trường Sơn mãi mãi xanh tươi, thanh sạch môi sinh, bảo vệ sinh thái, làm dịu bớt sự nóng rát của những cơn gió Lào hung hiểm. Hãy dặn con cháu luôn giữ nước thượng nguồn Trường Sơn mãi mãi tinh khiết, đã bao đời chảy xuôi về tưới tẩm dãy nương, đổ đầy ao cá, ngập mát hồ tôm, và góp mặn mà, xanh thắm cho biển Thái Bình bát ngát, bao la. Thầy Tuệ Sĩ đã nhìn Trường Sơn bằng tâm thức dị thường, vừa xót xa vừa hoài vọng. Vừa mặc niệm vừa hô tán như một tín đồ trước linh tự u huyền, chiêu cảm. Quê người trên đỉnh Trường Sơn, cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu. Mây không trôi về Bắc, người mơ về Trường Sơn. Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát? Hỏi phương nào cho nguyện ước Trường Sơn? 10 năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị. Yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. Còn đây góc núi trơ vơ. 1000 năm ta mãi đứng chờ đỉnh cao. Nhưng thơ của thầy, không chỉ vọng về Trường Sơn phong phú tài nguyên, mà còn kết hợp Trường Sơn với biển Thái Bình giàu sang hải sản, hải lộ quốc tế hòa bình,
mở lòng bát ngát ôm lấy quê hương phía đông. Nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn chiều Đông Hải vẫn thì thầm cắt trắng chuyện tình người và nhịp thở Trường Sơn. Rừng sâu mấy nhịp Trường Sơn, biển đông mấy độ chiều dâng dáng hồng. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương. Từ những ngày Thái Bình Dương dậy sóng, quê hương mình khô quặn máu thù chung. Nhưng hiểu rằng Trường Sơn, biển Thái Bình theo nghĩa thực thể vật chất như thế, e chẳng trọn vẹn đúng ý thầy. Nhà thơ kiệt xuất Bùi Giáng đã nhìn ra ý nghĩa thâm sâu trong hai câu thơ của thầy. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối chưa tan. Nhà thơ viết, đỉnh đá và hạt muối là hai chốn kết tụ tinh thể của núi và biển. Đỉnh đá quy tụ về mọi hương màu trời mây rừng rú. Hạt muối là chứa chất cái lượng hải hàm của trùng dương. Đó là cái bất tận của tâm tình rừng sướng tại giữa tuế nguyệt phiêu du. Diễn cái ý thâm sâu. Thế này thật ra cũng khó nắm bắt rõ nét. Thôi thì, với trí sơ cơ, xin hiểu đỉnh đá và hạt muối là tinh thể uyên nguyên, là cốt lõi tinh dòng của núi và biển, của non và nước, biểu thị cho quê hương, tổ quốc. Và từ đây, hy vọng dễ thâm ý thơ thầy. Trời viễn mộng đọa đày đi mấy thuở. Mộng kiêu hùng hay muối mặn trùng khơi. Vẫn lăn lóc với đá mòn dứt lối. Đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao. Hận thù sôi giữa dáng chiều. Sông tràn núi lở nước chiều mênh mông. Ta gọi kiến, ngập ngừng mây bạc. Đường ta đi, non nước bồi hồi. Non nước ấy trầm ngâm từ độ. Lửa rừng khuya yêu xác lá khô. Hoang vu cồn cắt trăng mù. Cỏ cây mộng mị. Cơ đồ nước non. Chào đời hương ngụy phơi hồn đá. Thăm thẳm mù khơi sương mấy tầng. Nhưng, ngẫm cho kỹ, lý sự như trên không khéo vẫn cứ lạc xa hàm ý của thầy. Trong tập Tuổi Trẻ Lên Đường, nói về thiện tài đồng từ tầm sư học đạo, đến đoạn 3, đại dương chào đón, thầy đã khởi đầu bằng hai câu thơ. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở. Đỉnh đá này và hạt muối chưa tan. Rồi thầy liền tiếp tục giải thích, hết núi cao rồi lại đến biển rộng mù khơi, con đường xuất thế cũng là con đường nhập thế. Cái học Bồ Tát Đạo là học từ những âm thanh u tịch của núi rừng cho đến những gào thét của muôn trùng sóng biển. Sau 12 năm thiện tài ngồi nhìn mặt biển để chiêm nghiệm tính chất bao la sâu thẳm của nó, với những đặc tính riêng biệt của nó. Khám phá và chứng nghiệm một đặc tính của nó, đồng thời cũng chứng nghiệm một đặc tính của tâm và của tất cả những gì tồn tại, bởi vì, một là tất cả và tất cả là một. Như thế, tinh thể của biển cũng là tinh thể của hết thảy Phật Pháp. Lại nói theo điệu sơ cơ, Trường Sơn và Thái Bình, núi và biển, đỉnh đá và hạt muối hàm tàng một nội lực thù thắng của Bồ Tát Đạo, tinh chuyên tự độ và độ tha, vô ngại vô ý vô cầu phụng sự chúng sanh, và chắc hẳn cũng để hoàn mãn sứ mạng cùng dùng pháp kiếm nhằm trừ mê, diệt tà. Trở lại chuyện Trường Sơn, nhà văn, nhà thơ Viên Linh đã viết về thầy Tuệ Sĩ thế này. Mờ mờ phía một ngôi chùa ở Thượng Lào, nơi Tuệ Sĩ đã ôm bình bát khất thực cùng một đoàn tăng sĩ. Và đôi chân rất nhỏ đi một đôi dép rất mỏng ấy đã vượt Trường Sơn về quê mẹ, vào lúc 11 tuổi. Tôi tin rằng Tuệ Sĩ sẽ còn vượt Trường Sơn nữa, và vượt ngược Trường Sơn, dựng lại đất nước. Vâng, thầy muốn dựng lại đất nước bằng pháp kiếm vi diệu, thù thắng. Giấc mơ Trường Sơn của thầy chưa một lần ngừng đứng, vẫn như nhất, gang thép trong hành trạng, tâm thức, lời nói, bút văn của thầy bây giờ và về sau. Tôi đi chấn chỉnh Sơn Hà. Hồng rơi vách đá mù xa thị thành. 3. Ánh trăng khảm những vết bạc lỗ chỗ lên nền, vách hiên nhà, trên lớp quần áo xám mỏng manh, trên hai má ốm thóp của thầy. Thưa thầy, con thấy chuyện ngắn, Piano Sonata 14, của thầy kết thúc bất ngờ quá, làm câu chuyện cụt lùn, như thiếu thiếu cái gì. Trăng bỗng lung linh trong mắt thầy, hai tai vểnh của thầy như hai cánh bướm muốn bay lên. Thầy đáp một mạch, giọng lên xuống vui vui. Định viết thêm, chú Tiểu Nghi lớn lên, được sư ông gửi đi xa tu học. Chú trưởng thành, trở về thăm chùa cũ. Sư ông không còn, cô gái có lẽ đã theo chồng. Một hôm, chú đi dạo biển, ngồi nghỉ trên cát, nhìn trời nhìn biển, bỗng chú nghe trong sóng vỗ đập, trong nước giạt bờ rì rào, tiếng dương cầm năm nào ngân dung trầm bồng. Đồng thời chú cũng ngộ ra tiếng hải triều vang vọng giữa biển đời. Câu nói một lèo. Chấm và phẩy là tôi thêm vào khi viết lại thế này cho rõ nghĩa. Nhưng rồi thầy chẳng bao giờ, và chẳng cần viết nốt đoạn văn đó. Bởi những gì thầy hành hoạt cho đạo Pháp và dân tộc, những năm tháng tù ngục,
những ngày giờ lang thang, những trăn trở trước xã hội suy trầm, những ấm ức về đất nước bế tắc, những xao xuyến vì giáo hội thống nhất chao đảo, những câu thơ trầm thống thiết tha, những chuyện ngắn dài hàm ý cao thâm, những chương sớ giải kinh văn bác lãm, những trang nghị luận thế sự tinh tường, những bức thư tỏ bày thâm thiết, làm nên hành trạng uy hùng, sự nghiệp to lớn vì đạo vì đời. Chừng đó thực sự đã thay thế nhân cách, tâm thức của một chú nghi khi khôn lớn, và làm nên phiên khúc tuyệt diệu nối dài cho mấy câu kết trong truyện Piano. Sonata 14. Tôi nghe nói thời thầy dạy ở Viện Đại học Vạn Hạnh, các sinh viên kinh ngạc, trầm trồ thán phục khi thấy thầy ngồi thanh thản đánh đàn dương cầm trong phòng nghe nhạc thính phòng của viện. Và mới đây anh Trần Trung Đạo đưa lên mạng hình ảnh thầy đang chơi piano, có lẽ chỉ là phân khúc đầu bản Sonata 14 của Beethoven, về sau được người đời đặt tên Môn La Hòa Thượng. Có lần tôi được nhìn thầy đánh dương cầm qua mạng ai đó, không nghe được âm thanh, nhưng thấy thân thầy chuyển động khi thẳng lưng, khi khòm xuống trên mặt piano, hai tay thầy khi lướt nhanh khi dập mạnh trên những phím trắng đen, không rõ có phải thầy đang đàn lại bản Moonlight ngày nào mà chú Tiểu Nghi say mê. Tôi mơ hồ cuộc đời dông bão của thầy, trải qua bao gian khổ vui ít khổ nhiều, cũng thăng trầm như ba phân khúc của Sonata 14. Âm giai đoạn khởi đầu như phác họa quãng đời đôn hậu, an bình Adagio, tưởng như cứ chậm trôi bất tuyệt Sostenedo. Nhưng rồi chuyển qua thần khí thanh xuân tươi mát, nhanh nhẹn, phấn chấn Allegretto. Và cuối cùng âm tiết dồn dập như đang đối diện trước sự hối hả, đa tạp của thế tình Presto, mà vẫn phải trụ tâm trong như nhiên, dễ mến, phải ứng xử cho đạo vị, chiêu cảm Agitato. Tiếng nhạc phiêu bồng đã theo suốt thầy vạn nẻo. Ngược xuôi nhớ mãi cung đàn. Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. Ta so phấn nhụy trên màu úa. Trên phím dương cầm, hay máu xanh. Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca. Tay em rung trên những phím lụa ngà. Vùng đất đỏ bàn tay ai bối rối. Đạp cung đàn xương ứa đọng vành môi. Mở phố thì những chiều hôn suối tóc. Bóng ai ngồi so phím lụa ngày xưa. Tiếng dương cầm chừng đó như thường vẫn chưa chuyên chờ hết những trầm tư thế sự, những vấn hỏi phận người. Làm sao cho tiếng dương cầm không chỉ là những âm ba chuyển động của lòng thổn thức, nỗi ưu phiền cá nhân mà còn là giai điệu của truyền vần lịch sử, của thăng trầm đất nước, của sao động dân tình. 13 khổ thơ trong, những điệp khúc cho dương cầm, của thầy xuất bản năm 2009 có nói thêm chi. Thơ được dịch ra pháp văn và có hình minh họa bởi nữ dịch giả Dominique de Misco, bà đã lạm bàn đôi câu. Đó chẳng phải là những khoảng hư không mà các tác gia thần bí đã trải nghiệm. Kinh nghiệm phiêu du trong bóng đêm và tĩnh lặng, cũng như những tâm hồn khắc khoải, vô vọng truy tầm lời giải đáp cho những hy sinh, dù là tự nguyện hay cưỡng chế. Tôi chọn những từ ngữ và ảnh tượng đơn giản nhất, đã giản lược và tắt cạn tối đa thi pháp để tập trung vào cuộc phiêu lưu thần bí của nhà sư mệt mỏi vì đời sống và những truy tầm vô vọng của ông. Rồi bà nói lừng thêm. Vô vọng hay không vô vọng, vẫn là câu hỏi. Buông thả theo dòng đời. Chấm ngoặc kép, Đặng Tiến dịch. Đọc hết tác phẩm song ngữ đó, nhà phê bình văn học Đặng Tiến, khi giải thích vài câu tiếng Pháp do ông dịch lại từ thơ của thầy, có lẽ ông chưa ưng ý vài chỗ dịch của nữ dịch giả Momonic, cũng góp thêm nhận xét. Thơ tuệ sĩ cô đúc, hàm xúc, uyên áo. Người đọc không quen cho là khó hiểu, vì tác giả không đề cập đến một đề tài nào chính xác, không miêu tả, không tự sự. Ngôn ngữ lấp lánh ánh sáng tâm cảm và ngoại giới, trầm tư và huyễn mộng. Hình ảnh chập chờn, ngôn từ lảo đảo, như tiếng dương cầm đuổi bắt nhau. Chưa kịp tương phùng đã muôn đời vĩnh quyết. Tuy vậy ông Đặng Tiến vẫn nhấn mạnh. Thơ, thơ gì đi nữa, thì trước tiên phải là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của ai đi nữa thì cũng mang sử tính. Thơ thiền sư làm bằng ngôn ngữ hàng ngày vẫn vang âm xã hội và lịch sử. Thơ bao giờ cũng phản ánh ba tính cách, môi trường xã hội trong lịch sử, ngôn ngữ trong những biến chuyển với thời đại, và tác giả, qua đời sống hàng ngày. Nhưng ở tuệ sĩ đời sống hàng ngày, ý thức và vô thức dường như đã thăng hoa, thành một siêu thức. Ngôn ngữ do đó cũng siêu thoát, khó bề lý giải chân phương và đơn phương. Và ông đã kết một câu bất ngờ, khi khép lại bài nhận định về tập thơ song ngữ, và tập thơ mình cầm trong tay, những nốt nhạc, những hàng chữ, đen trắng đuổi nhau thành ảo tưởng. Thơ, tất cả thi ca trên cõi trần này biết đâu chẳng là ảo giác của ảo giác. Và có phải khó nói cho đúng ý thơ của thầy như Đặng Tiến tỏ bày, nên nhà văn. Dịch giả, bình luận gia tâm huy Huỳnh Kim Quang, cũng một thời là môn sinh thân cận thầy, khi bình tập thơ, những điệp khúc.
cho Dương Cầm, cũng chỉ dám nói duy nhất về những nốt lặng mà thầy hay nhắc trong thơ. Xem nhiều lời phê bình về thơ của thầy, chẳng thấy ai dám tỏ rằng qua thơ có thể vẽ phác trung thực được nhân diện, nhân cách, hành trạng của thầy. Ai cũng tự giới hạn nhìn thầy qua một khía cạnh, một lĩnh vực. Người thì tôn thầy là uy dũng, kiên cường, bất khuất. Người thì cho thầy mộng mơ, yếu mềm, bi lụy, chán ngán, lãng du. Thi sĩ triết gia Phạm Công Thiện, một thời cùng thầy tu chung chùa với tôn sư Thích Chí Thủ, cùng dạy học làm báo tại Viện Đại học Vạn Hạnh, rất hiểu thầy, đã nói về thầy thế này. Một con người vừa là thi sĩ, vừa là thiền sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tinh thần vô công dụng hạnh của Bậc Bồ Tát. Hành động tích cực, mãnh liệt toàn triệt mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng. Vì không tham vọng, ích kỷ mù quáng, cho nên nuôi dưỡng cảm thức viễn ly. Vì không bị kẹt dính vào tham sân si của thế tục, cho nên mới hàm dưỡng viễn mộng. Tuệ sĩ là một trong số ít đạo sĩ thi nhân với pháp khí phi thường là trí tuệ bát nhã cùng với lòng đại bi thơ mộng. Tuệ sĩ là một trong số ít thể hiện được ý nghĩa trọn vẹn của ý thức chính trị toàn diện, ý thức hành động bi trí dũng, dẫn đường soi sáng thế mệnh của sử tính quê hương. Khi phê bình thơ Hoàng Cầm, qua chuyển ngữ ra tiếng Pháp cũng bởi bà Dominique de Misco, thầy khẳng quyết. Thơ là tính thể của lịch sử. Trong dòng chảy của thơ, đó là chuỗi vận hành của sử tính. Trong tác phẩm Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng, thầy cũng bảo, thơ vẫn là cuộc lịch nghiệm riêng và chung của thời đại và lịch sử. Mà làm sao hiểu được thơ thầy cho chọn ý chọn nghĩa, vẽ cho được chân diện thầy, khi chính thầy từng nhận mình là ngã cư không xứ nhất trùng thiên, ta ở tầng trời không vô biên. Nơi vô biên xứ thì làm sao tìm cho ra thầy, thấy được mặt thầy mà thưa thốt, hỏi chào. Tôi chỉ còn biết bám vào lời thầy nói bên hiên trăng về chú nghi khôn lớn, ngồi trầm tư trước biển như nhân vật thiện tài đồng tử, do thầy kể, đã nhận ra, Thái Bình Dương là biển tạng thức, bị sao động bởi gió nghiệp, tạo ra muôn vàn cảnh khổ của chúng sinh. Thái Bình Dương cũng là Như Lai tạng, từ đó sản sinh vô biên tánh đức của Như Lai. Mọi thơ văn, sự nghiệp, hành trạng của thầy là tiếng hải triều muôn thuở. Tiếng Dương Cầm của thầy, cũng như qua thi văn phải chăng làm nên cuộc viễn mộng vần chuyển âm ba của những con sóng sử lịch đi xa ngút ngàn vô tận vào cõi thời không? Ngày 01/10/2023. Chén trà lão Triệu mà trưng hoa ngàn. Đỗ Hồng Ngọc, thị giả của thầy tuệ sĩ nhắn tin tôi, thầy tuệ sĩ đang ở Sài Gòn. Mời bác đến Hương Tích chơi. Tôi đến, tuệ sĩ gầy ốm, xanh xao lắm, nhưng vui vẻ, hoạt bát, thông tuệ như bao giờ. Thầy viết tặng tôi tập thơ song ngữ, Dreaming the Mountain do Nguyễn Bá Trung và Martha Collins dịch 2023 cùng với cuốn Phạm Công Thiện của Nohira Munehiro, Võ Thị Vân Anh dịch và Phật Học Luận Tập, số mới nhất. Phần tôi, gửi tặng thầy bản thảo, Một Ngày Kia Đến Bờ, vừa mới viết xong. Trong đó tôi viết, Phật cũng già, cũng bệnh và cũng chết, viết về Phật là Như Lai nhưng Như Lai không phải Phật, về thiền và những hormone hạnh phúc, về chất lượng cuộc chết, vân vân. Thầy đưa tôi coi mấy phiếu xét nghiệm và cười, nói, chỉ còn một nửa. Đúng, chỉ còn một nửa, hemoglobin chỉ còn 17%, hemoglobin còn 7 g/dL. Mấy ngày sau tôi nghe sức khỏe thầy đang rất yếu, đã phải vào bệnh viện và được truyền 3 đơn vị hồng cầu lắng. Trong bản thảo, Một Ngày Kia Đến Bờ, tôi có nhắc The Pens Đông Dơ Suy của Descartes, tôi tư duy, vậy có tôi. Vậy không tư duy là không có tôi. Ta cũng có thể nói như một thầy thuốc, tôi thở, vậy có tôi. Nghĩa là tôi không thở thì không có tôi. Nhưng cái thời tôi còn ở trong bụng mẹ, tôi cũng không thở mà vẫn có tôi đó thôi. Vậy phải chăng cái thời tôi hết thở, tôi ngừng thở, thì tôi không còn nữa. Còn chứ, tôi lúc đó lại trở về bào thai mẹ. Bào thai Như Lai Tathagata, đó chứ. Tuệ sĩ viết trong Tổng quan về nghiệp 2021, thời kinh nói, thời gian đến, chúng sinh chín muồi, thời gian đi, chúng sinh bị hối thúc. Thời gian thức tỉnh chúng sinh, đây là tri giác về thời gian theo chu kỳ sống chết của sinh loài. Tri giác về thời gian cũng là tri giác về sự chết. Thời gian được biết đến từ tri giác về sự sinh thành và hủy diệt của một đời người. Rồi khép lại hàng mi về cõi mộng. Như sương mai, như bóng chớp, mây chiều. Thì ra là lời của kinh Kim Cang đó. Nhất thiết hữu vi pháp. Như mộng, huyễn, bào, ảnh. Như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thành ngữ Kalam Karoti,
Nó tạo tác thời gian, nghĩa là nó chết. Đây không phải là chi giác mà là ám ảnh về thời gian như một thứ định mệnh không thể tránh, rồi ai cũng phải chết. Cho nên, về mặt ngữ nguyên, Kala, nghĩa là thời gian mà cũng có nghĩa là màu đen tối, màu của đêm tối, của sự chết. Kala cũng được hiểu là do gốc động từ cổ Kalayati, thúc dục, hối thúc, sự chết đang hối thúc ta tuệ sĩ. Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế một kiếp người day dứt bụi cho bay, ngồi giữa bãi tha ma. Trong bài, Phương nào cõi tịnh, tuệ sĩ viết từ cảm hứng khi đọc cuốn, Cõi Phật đâu xa, của tôi về kinh Duy Ma Cật 2017, ông dẫn 4 câu thơ, trích từ Giấc mơ Trường Sơn. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh, ngoài hư không có dấu chim bay. Từ tiếng gọi màu đen đất khổ, thắp tâm tư thay ánh mặt trời. Giấc mơ Trường Sơn. Phải. Chỉ có trí tuệ thắp tâm tư thay ánh mặt trời, mới có thể từ bi giúp ta vượt thoát màu đen đất khổ đó vậy. Tuệ sĩ cho rằng, vì trình độ ngôn ngữ và năng lực tư duy của chúng ta vốn hữu hạn, cho nên bằng con đường nghệ thuật mà đi vào ngõ đạo có thể tương đối dễ hơn, phương nào cõi tịnh ông chủ trương thơ, nhạc, kịch, vũ có thể là, ngõ đạo. Ông thường nói về vở nhạc vũ kịch Duy Ma Cật ở đó có hình tượng một thiên nữ giải hoa trời tán thưởng một lời không nói của Duy Ma và cõi của một lời không nói đó chính là cõi thơ. Giữa thế giới Ta Bà và cõi Phật chúng hương, tòa sư tử và thành Tỳ La Gia, cái vô cùng lớn đến trong cái vô cùng nhỏ, và cái nhỏ đi vào trong cái lớn, đây cũng là cặp phản diện bối cảnh làm lộ rõ thể tính tồn tại của thế gian, vũ trụ. Bằng hình ảnh đó mà tập luyện cho tư duy vượt ngoài khuôn sáo ước lệ. Vượt qua thế giới thường nghiệm để vươn lên cảnh giới siêu nghiệm, bất khả tư nghị. Như thế, đọc Duy Ma Cật sở thuyết như đang xem một kịch bản, với những nhân vật và bối cảnh phản diện, với những biến cố mang đầy kịch tính, đó là cách tự huấn luyện và tự trang bị cho mình một công cụ định hướng tự duy để vươn lên chiều cao của giác ngộ. Da mồi tóc trắng, chính là cảnh giới của Duy Ma. Cảnh giới đó là cõi đối biện thượng thừa, cõi im lặng vô ngôn bát ngát của cư sĩ Duy Ma Cật. Và cũng là cõi tịch mặc nhưng tráng lệ của thi ca. Cười với nắng một ngày sao chóng thế nay mùa đông mai mùa hạ buồn trăng đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ. Bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Tâm thiền thì không có ngôn ngữ gì khác biệt với ngôn ngữ thường tình. Nhưng còn ngại rằng khi đã cạo tóc mà tình thơ vẫn còn. Thôi thì, thiền đạo và thi ca là đồng hay là khác, cũng chớ nên nghi ngờ mà tra hỏi. Có lẽ, những phím dương cầm. Là bài thơ rất tình của ông tay em run trên những phím lụa ngà, anh chịu nặng núi rừng trong đáy mắt, nhưng ông đã dặn, chớ nên nghi ngờ mà tra hỏi, rồi đó. Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca, tay em run trên những phím lụa ngà, lời em ca phong kín nhụy hoa hờn, anh chịu nặng núi rừng trong đáy mắt, mở phố thì những chiều hôn mái tóc sóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa những phím dương cầm. Bởi theo ông, đạt tới cõi thượng thừa của thơ. Như người học thiền chứng chỗ không tịch của đạo, cái đó vừa khó vừa dễ. Học thiền 30 năm, 30 năm đày đọa thân tâm, mà không thành. Phẫn chí, bỏ đi, bất chợt thấy một cánh hoa rơi, cõi không tịch cũng hoát nhiên, đột ngột mở ra. Chỗ ảo diệu đó, khó giảng cho thông. Muốn cho lời thơ tuyệt diệu, thì phải là đừng gò ép, vừa không và vừa tĩnh. Tĩnh cho nên thâu tóm hết mọi vọng động, không cho nên bao hàm vạn cảnh, ngắm nhìn sự đời. Bồn ba giữa đời, mà thấy mình như nằm trên chóp đỉnh mây cao. Đủ hết các thứ mặn nồng, chua chát, trong đó có cái hương vị tuyệt vời. Thơ và pháp đạo không chống trái nhau, không hại nhau. Tô Đông Pha, những khung trời viễn mộng, tuệ sĩ. Đọc thơ tuệ sĩ, tôi thường ngẫm ngợi tại sao thơ ông thường nhắc đến. Ngày hội lớn, cung trời hội cũ. Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Khung trời cũ, người mắt biết ngây thơ ngày hội lớn khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao một thoáng chiêm bao. Ngày hội lớn đó ở đâu? Khung trời hội cũ ở chỗ nào đó vậy? Sao nghe thấy quen quen? À, có phải buổi hôm đó, dưới cội bồ đề nơi Đức Phật thành đạo, ngài nói đó là quả an vui, ở hội thứ nhất của Avatamsaka, một thế giới hoa tạng mở ra bát ngát, Như Lai đã hiện tướng thành một vị Phật mắc biếc, ngây thơ. Tủm tỉm cười như hồi còn là chú bé 7,8 tuổi ngồi xem lễ hạ điền mà nhập định không hay. Còn cung trời hội cũ kia phải chăng là hội thứ 9, nơi rừng thệ đa, khi người ta nhập pháp giới, đi vào cuộc lữ, để thấy được pháp giới thể tính mà thõng tay vào chợ. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở. Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan,
Trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn kia là những vỏ sò và dưới đáy biển sâu thẳm nọ là những hạt muối lâu đài thành quách. Cõi thơ, có đến và có đi, nhưng không hề có dấu vết. Một cánh chim, nhạn, một cánh chim hồng ngoài ven trời vạn dặm. Tôi vẫn nghĩ, chính cõi thơ, không hề có dấu vết, kia đã, cứu rỗi, tuệ sĩ, một cánh chim nhạn, một cánh chim hồng ngoài ven trời vạn dặm, để ông được trở về với mái nhà tranh quen thuộc của mình mà, nâng chén trà lão triều. Phương nào cõi tịnh, tuệ sĩ. Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, tháng 9 năm 2023. Thư gửi thầy. Nguyên Túc Nguyễn Sung. Thương kính gửi thầy. Con vẫn đọc hoài những lá thư thầy gửi cho tăng sinh, và cho tuổi trẻ Phật giáo Việt Nam. Mỗi lần đọc thư thầy, con lại lắng người, suy tư sâu lắng qua từng câu chữ về một giai đoạn trầm suy của Phật giáo Việt Nam, và những thách thức trăm năm mà tuổi trẻ đang phải đối mặt. Mỗi lần đọc thư thầy, con đều cảm nhận được một nguồn cảm hứng mới mẻ, một sự đồng cảm sâu sắc với những vấn đề mà thầy gửi gắm. Mỗi tờ thư không chỉ là một bức tranh về tình hình hiện tại, mà còn là một bản đồ, chỉ dẫn chúng con tới tương lai nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Tự tận đáy lòng, con biết ơn thầy khai sáng cho chúng con những góc nhìn sáng suốt, cho chúng con thấy được tuệ giác của thầy qua những vấn đề xã hội mà tuổi trẻ chúng con quen dần, bỏ qua trong thế giới đang thay đổi không ngừng. Thầy đã chỉ cho chúng con đường Phật giáo Việt Nam đang hướng tới, dưới sự ảnh hưởng của văn minh phương Tây con đường đó nhiều chông gai, nhưng cũng đầy hy vọng. Chúng con có duyên lành được nuôi dưỡng trong tổ chức gia đình Phật tử và được sinh sống ở Hoa Kỳ, đất trời tự do, đạo vàng tỏa sáng. Giữ gìn văn hóa dân tộc Việt luôn là một trong những mục đích hội nhập của tổ chức chúng con. Thầy dặn dò về sự đi xuống của đạo đức tâm linh, đã cho chúng con sự cảnh tỉnh. Trong khi đón nhận những thay đổi mới của xã hội, việc gìn giữ bản chất văn hóa và đạo Phật là việc làm quan trọng, nên coi đó cũng là sự nghiệp của tuổi trẻ Phật giáo Việt Nam. Những dòng thư của thầy thật thanh thoát và sâu sắc, giúp chúng con thấy được sự dung hòa giữa phát triển và bảo tồn. Thầy ơi, con lại xúc động khi cảm được lòng yêu ái của thầy cho tuổi trẻ chúng con trong và ngoài nước. Thầy đau lòng khi thấy chúng con đang bị kẹt giữa dòng chảy nóng bỏng, xoáy mạnh của sự toàn cầu hóa, chi phối bởi chính trị và áp lực xã hội, chúng con lạc lối, đối diện nguy cơ mất đi gốc rễ văn hóa và tâm linh. Lời của thầy là những lời kêu gọi hành động, vượt qua sự vô tâm trong giáo dục, và toa thuốc du ngủ, đã được kê theo truyền thống. Chúng con nên thấy mình là những nhà giáo dục và lãnh đạo tôn giáo. Bao thế hệ huynh trưởng vạn hạnh của gia đình Phật tử chúng con được tiếp cận với hai tác phẩm Duy Ma Cật và Thắng Man của thầy. Chúng con thấy ở cuộc đời hành hoạt của thầy với đại nguyện của một đạo Phật nhập thế, hùng tráng vững chãi như bên chúng ta, luôn có cha là Ngài Duy Ma, mẹ là Ngài Thắng Man Phu Nhân, và anh em là Thiện Tài Bồ Tát. Dù biết những thử thách lớn nhỏ vẫn ở cùng dòng đời, nhưng thầy vẫn tin và đặt hy vọng ở tiềm năng của tuổi trẻ chúng con, mong chúng con lớn lên, gắn kết nhau với nền tảng đạo đức tâm linh, bước vững vàng với trí tuệ và lòng nhân ái. Điều này chứng tỏ niềm tin bất thối chuyển của thầy vào chúng con và sức mạnh tiếp tục con đường phục hồi và xiển dương Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tuổi trẻ học Phật không có mục đích trở thành nhà nghiên cứu Phật học, mà học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy, linh hoạt, để có thể nhìn thẳng vào bản chất sự sống. Thầy trải lòng như vậy, thư của thầy như một kim chỉ nam dẫn đường, thúc đẩy chúng con suy gẫm, tự điều chỉnh, và dám phát nguyện hướng dẫn đàn em và bảo tồn đạo đức tâm linh quý báu của chúng ta. Qua thư của thầy, con hiểu được tinh thần nhập thế của tổ chức gia đình Phật tử. Đạo Phật ra đời vì con người, và cùng con người tìm phương cách giải quyết khổ đau và đi đến một thế giới an lạc trên trái đất này. Từ đó, chúng con thấy tổ chức gia đình Phật tử được hình thành thật, vi diệu, với mục đích thật khế cơ khế lý, hợp đạo lợi đời theo nhân sinh quan Phật giáo. Đây là điều vi diệu, vì việc sáng lập tổ chức gia đình Phật tử nói lên sự sáng tạo của các bậc tiền bối với ý tưởng giáo dục Phật giáo cho tuổi trẻ. Đây là ý tưởng mới nhất thời bây giờ, và chỉ có ở Việt Nam mới hình thành được. Tuy nhiên, con người thay đổi, xã hội thay đổi, đối tượng giáo dục thay đổi, khi tổ chức chỉ còn tính, khế cơ, hành chánh, nội quy, quy chế, cấp bậc. Mà mất dần tính, khế lý, thì thật sự gia đình Phật tử sẽ chỉ còn là nhãn hiệu, mà không có thực tướng. Vì con người, nên đạo Phật tự thân luôn chuyển mình trong sứ mệnh, cứu khổ, đẩy lùi các quan điểm siêu hình, các triết lý khô cằn trừu tượng, để thở cùng nhịp thở sống động của nhân gian con người. Vì đàn em, nên gia đình Phật tử cũng tự thân phải chuyển mình để hội nhập vào các quốc độ khác nhau.
không đáp ứng được nhu cầu và sự hiểu biết của thế hệ trẻ thời đại, gia đình Phật tử sẽ già cỗi, rút lui, nhường vị trí của mình cho các tổ chức giáo dục khác, đó là điều tất yếu. Qua thư của thầy, con hiểu được hạnh nguyện Bồ Tát không chỉ ngày một ngày hai là xây dựng được, mà đó là con đường đau thương có máu và nước mắt, có tù đày, gông cùm xiềng xích. Gia đình Phật tử có mặt ở các quốc độ có nền tự do dân chủ, càng nên nuôi dưỡng chất liệu sống đạo trong đời. Đạo Phật cho chúng ta niềm tin rằng, bằng tình thương lớn, chúng con đến với gia đình Phật tử và tự vác lên vai trách nhiệm giáo dục tuổi trẻ Phật giáo. Bằng trí tuệ lớn, chúng con xây con thuyền gia đình Phật tử to lớn hơn, chở nhiều hơn, đi xa hơn, an toàn hơn, và bằng tinh thần dũng lớn, chúng con có đủ can đảm để thay đổi, làm mới con thuyền đó, để đủ điều kiện, tự lợi và lợi tha, để giữ gìn tổ chức gia đình Phật tử. Tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam và chính chúng con đang thay đổi, đổi mới hàng ngày, để sống hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Sự thay đổi đó đang đòi hỏi sự thay đổi về nhiều mặt của tổ chức gia đình Phật tử, từ đó tổ chức gia đình Phật tử mới có thể hoàn thành sứ mệnh giáo dục của mình trên đất người. Chúng con chọn con đường Lam trên đất người, tức là chúng ta chọn thế hệ đàn em sinh ra và lớn lên tại đất người là những nhân tố để kế thừa truyền thống Phật giáo Việt Nam và phát triển tổ chức gia đình Phật tử trong một quốc độ khác. Quốc độ mà đòi hỏi ở chúng con phải luôn đi tìm cái mới, những cái mới trong kiến thức tổ chức, kiến thức chuyên môn, cái mới trong tâm hồn mình, cái mới trong sự an lạc tỉnh thức, từ đó chúng con mới thực sự hiểu và thương đàn em của mình, và cũng từ đó chúng ta mới hy vọng đóng góp vào việc tạo dựng và phát triển cái mới cho tổ chức gia đình Phật tử tại Hoa Kỳ. Năm tháng có thể trôi qua, lời thư thầy vẫn còn đó. Thời đại có thể thay đổi như sự thăng trầm của đạo Pháp và dân tộc, nhưng rõ ràng trọng trách gieo trồng và chăm sóc hạt bồ đề lại luôn ở trên đôi vai của bao đời tiếp nối theo dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Thông điệp của thầy nhắc nhở chúng con thời đại mới và xã hội mới tự nhiên tạo ra một thế hệ đàn em đối diện với những yêu cầu phẩm chất mới, những thách thức mới mà các nhà lãnh đạo tôn giáo dù đang ở bất cứ quốc gia nào cũng đang đứng trước những thay đổi cần thiết để giữ đại nguyện phụng sự của mình. Hiểu được đạo lý duyên khởi, với cái nhìn sáng về con người, lý tưởng sống nhập thế cho chúng con sống một đời sống có ý nghĩa, vượt qua sóng gió đời, để tiếp tục hạnh nguyện Bồ Tát. Đêm nay, thêm một lần con đọc thư của thầy. Con ngồi hít thở với thầy, mà trong lòng thương thầy quá. Mỗi một hơi thở ra vô của con càng nhẹ nhàng với năng lượng sống, con càng thương thầy đang thở trong cái đau duyên bệnh của thể xác. Và con sợ, sợ cái chết, sợ thầy sẽ đi xa mãi mãi. Dù biết trong dòng chảy thăng trầm của thời gian, bản chất phù du của cuộc sống trở nên rõ ràng, dù biết sẽ có một ngày, đâu đó chỉ còn lại một ký ức mơ hồ, một dấu vết trong biên niên sử của thời gian, tuy nhiên, con tin, giữa sự phù du này, nhưng di sản của thầy tồn tại vững chắc và bất tử. Con đang suy nghĩ về sức mạnh của một bức thư được viết với những giấc mơ, hy vọng, và tình thương chân thật. Con nghe tiếng lòng của thầy qua những dòng thư được viết với tình thương lớn như vậy. Một bức thư như vậy không chỉ chứa đựng ngôn từ lời nói, nó giữ trong đó nhịp đập trái tim của thầy. Dù ngày mai, thầy đi xa, khi thập kỷ chuyển thành thế kỷ, thế giới xung quanh có thể thay đổi, khi đọc những bức thư này, như một cửa sổ đang mở ra, cho phép thế hệ chúng con nhìn vào một trái tim, một giấc mơ trường sơn, một ngọn hải đăng từng sáng và sẽ sáng mãi trong đời. Tuệ đăng tỏa ba đào, khai tâm trí thông thiếu thất. Sĩ thệ độ ngũ trược, khởi niệm từ vượt lục môn. Kính thương thầy, con nguyên túc Nguyễn Sung. Dear Bi Lắp thầy, I still endlessly reread letter that you sent to the monastic student and Vietnamese Buddhist youth. Every time I read your letter, I'm drawn into deep thought, reflecting on the challenging period of Vietnamese Buddhism and the century old challenges that youth must face. Each reading offers fresh inspiration and profound empathy for your share issue. Each letter not only paint a picture of the current situation but also serves as a map, guiding us toward the worldly future of Vietnamese Buddhism. From the bottom of my heart, I'm grateful for your illuminating insight, revealing your wisdom on societal matter that youth is accustomed to and tend to overlook in this ever-changing world. You shown us the path Vietnamese Buddhism is moving toward with Western influence. A path filled with obstacles but also with hope, we are fortunate to be nurtured by the Vietnamese Buddhist Youth Association and to lie in the United States, the land of freedom and where profound Buddha teachings are.
Preserving Vietnam Miss Culture has always been a core integration objective of our organization. Your warning of the decline in spiritual morality serves as a wake-up call. You advise us that while embracing societal changes, it is crucial to retain the essence of our culture and Buddhist teaching and consider it the duty of Vietnamese Buddhist youth. Your eloquent and profound letter help us understand the balance between growth and preservation. Dear beloved teacher, I'm moved to feel your loving concern for the youth both at home and abroad. You are pained when you see that we are caught in the turbulent way of globalization, influenced by politics and societal pressure, when we are lost and at risk of losing our cultural and spiritual root. Your words are a call to action, urging us to transcend the apathy in education and the sleeping pill traditionally prescribed. We must see ourselves as educator and religious leader. Generation of Vạn Hạnh leader in the Vietnamese Buddhist Youth Association have been exposed to your works, Vimalakirti Sutra and Sarimala Sutra. Through your work, we see the grand vision of an integrated Buddhism firmly supporting us with the presence of Father Figure Vimalakirti Nyadesa, Mother Figure Queen Sarimala, and Thiện Tài Đồng Tử Figure our brother and sister. Despite knowing the challenges ahead, you play your trust and hope in the potential of our youth, wishing us to grow, stay connected with our moral and spiritual foundation, and act confidently with wisdom and compassion. This is a testament to your unshakable faith in us and the enduring strength to restore and elevate a unified Vietnamese Buddhism. Studying Buddhism to youth isn't about becoming a Buddhist scholar, but rather about nurturing sharp and agile thinking in order to look directly into the nature of life, you wholeheartedly say. Your letter acts as a compass, prompting introspection, self-assessment, and fostering a commitment to guide younger generation and preserve our precious spiritual value. Through your letter, we grab the worldly nature of the Vietnamese Buddhist Youth Association. Buddhism exists for the people and, with them, find way to alleviate suffering and lead to a harmonious world. This realization affirmed the miraculous formation of the Vietnamese Buddhist Youth Association, seamlessly integrating worldly and spiritual perspective according to the Buddhist way. The organization existence speaks to the innovation of our predecessor, who conceptualized Buddhist education for the youth. Yet, with societal shift, if the organization only adhere to administrative norm and loses its essence, it risks becoming a just label. For the sake of humanity, Buddhism always transforms itself in the mission of alleviating suffering, pushing back metaphysical view and dry, abstract philosophy to bear in sync with the world. For the sake of its youth member, the Vietnamese Buddhist Youth Association must also transform itself to integrate into different cultural contexts continuously. Failing to meet the need and understanding of the young generation of our time, the Vietnamese Buddhist Youth Association will withdraw and seek its position to other educational organization. This is an inevitable outcome. Through your letter, I understand that bodhisattva aspiration isn't something that can be built in a day or two, but it is a path filled with blood and tear, imprisonment, and the weight of change. The Vietnamese Buddhist Youth Association is present in country with democratic freedom, which is all the more reason to nurture the essence of living the Dharma in life. Buddhism teaches us that, with great compassion, we come to the Vietnamese Buddhist Youth Association and shoulder the responsibility of educating Buddhist youth. With great wisdom, we build a larger vessel to carry more, go farther and safer, and with great perseverance, we have the courage to evolve and ensure that ship is equipped with the condition of self-benefit and benefiting other, in order to preserve the Vietnamese Buddhist Youth Association. The Vietnamese Buddhist Youth Association, and we ourselves, are undergoing daily changes and innovation to integrate into American society.
This demand a multifaceted transformation to allow the Vietnamese Buddhist Youth Association to fulfill its educational mission abroad. We have chosen the part of the gray color uniform in a foreign land, which means we have chosen the generation of young people born and raised on this land as the element to inherit the tradition of Vietnamese Buddhism and develop the Vietnamese Buddhist Youth Association on a different scale. This foreign land demand from us a continuous search for new knowledge about the organization, new skill, new development in our own heart and soul, and new aspect of mindfulness and happiness. Only through this can we truly understand and love our younger generation. Hence, only through this can we hope to contribute to the evolution of the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States. Year may pass, but the teaching of your letter still remain. Despite temporal shift and the up and down of the Dharma and our country, the responsibility of sowing and nurturing the body seed always rests on the shoulder of successive generations in the history of Vietnamese Buddhism. Your message reminds us that the new era and the new society naturally give right to a generation of youth facing new ethical demands and challenges. Regardless of where they are, religious leaders are confronting necessary changes to uphold their noble mission. Understanding the principle of dependent origination, with a clear human-centric vision, allow us to lead a meaningful life, weathering the chaos of life to continue bodhisattva aspiration. Tonight, once again, I read your letter. Sitting and breathing with you, I find me heart overflowing with affection. I exhale and inhale make me cherish you even more, thinking of the pain you endure. And I fear of death, fear that you depart forever. Though I am aware of life impermanent and that, eventually, all that remains is a vague memory, a footprint in time, your legacy stands firm and immortal amid this transient. I'm reflecting on the power of a letter written with dream, hope, and genuine love. I hear your heart whisper in this loving line. Such a letter not only contains words spoken, it holds the rhythm of your heart. Even if tomorrow you depart, as decades turn into centuries and the world transform, reading this letter is like an open window, offering a glimpse into a heart, a Trường Sơn dream, a lighthouse that once shone and will shine forever. With all my deep respect and love, your student, Nguyên Túc Nguyễn Sung, Tuệ Sĩ Nhà Thơ, Trần Văn Đỗ Quý Toàn. Hãy tưởng tượng có mình, người nói, và có thế giới chung quanh. Trong đó có người nghe mình nói. Đó là giả thuyết đầu tiên khi làm thơ, bất cứ khi nào mở miệng cất nên lời. Nhưng người làm thơ có nhất thiết muốn nói cho một người nào đó nghe mình hay không? Các thi sĩ vẫn tự đặt câu hỏi này. Luis Cernuda khi kể kinh nghiệm làm thơ, đã thú nhận, đây là lần đầu tiên trong đời tôi dám nói trực tiếp với mọi người. Cảm giác thật lạ lùng, vì người làm thơ thường không giả thiết có một công chúng đang nghe mình. Ngoặc kép, ít nhất Cernuda giả thiết có mình và có công chúng ở thế giới bên ngoài, do giả thuyết ngã, pháp. Nếu không thì ở đâu ra thơ? Nhưng Cernuda không cần giả thiết một đối tượng đang nghe mình nói. Những người làm thơ khác có nghĩ mình nói cho người nào nghe hay không? Trong bốn câu thơ này Tuệ Sĩ nói cho ai nghe? Một thời thân đá cội nắng chảy dọc theo suối cọng lau già trầm ngâm hỏi người bao nhiêu tuổi? Bài số 10 trong Thiên Lý Độc Hành. Nhà thơ nói với ai? Viên đá cội, nói với chính mình, với mình trong viên đá cội. Mình là viên đá cội, bởi ta hồn đá phơi màu nắng, ôm trọn bờ lau kín nỗi buồn. Bài số 4. Hay nhà thơ nói với dòng suối và ánh nắng chảy theo dòng suối. Hay với cọng lau già trầm ngâm, nhà thơ đang thủ thỉ với suối, nắng, viên đá, cọng lau, hay nói một mình. Tại sao bỗng bật lên câu, hỏi người bao nhiêu tuổi? Người đặt câu hỏi tuổi tác vì đang trải qua kinh nghiệm sống trong một dòng thời gian. Những hình ảnh trước mắt khuấy cho một niệm vụt qua chạy dài vô lượng kiếp. Có phải vì hình ảnh viên đá cội trong dòng nước chảy? Viên đá cội nằm yên bất động dưới ánh sáng lung linh của mặt trời. Nắng theo suối tuôn chảy không bao giờ ngừng, những mảnh sáng lấp lánh lớp lớp giạt rào vừa cuốn đi lại một cơn sáng lấp lánh khác nhào tới. Nước cuốn nắng trôi, trôi mãi mãi, sâu, xa, tít tắp.
sinh sinh diệt diệt bất tận không biết sẽ tới bến, bờ, sông, biển, đại dương nào, hằng truyền như bộc lưu, hay tới những thái dương hệ, những tinh hà nào khác. Viên đá cội hầu như bất động, dòng suối đổ dốc từ cao xuống thấp hầu như không ngừng nghỉ. Tự nhiên trong các tế bào não, neuron, trong óc nảy ra khái niệm thời gian tiếp nối trôi chảy. Bật lên như một câu hỏi, hỏi người bao nhiêu tuổi. Nhưng ai hỏi ai bao nhiêu tuổi? Cọng lau già hỏi con người hay con người hỏi cọng lau già? Anh đã trầm ngâm đã bao nhiêu năm tháng rồi? Anh đã thấy gì chưa? Hay con người đặt câu hỏi với viên đá sỏi, đá vẫn chơ gan cùng tuế nguyệt? Hay người hỏi tuổi dòng nước, thệ giả như tư phù, bất xả chú giả? Hỏi người bao nhiêu tuổi? Đây thật sự là một câu hỏi hay chỉ là những lời nói trống trơn? Cọng lau, dòng suối, ánh nắng, viên đá cuội, lần lượt hiện ra, hay tất cả có mặt cùng một lúc? Ở bên ngoài hay bên trong người làm thơ? Người làm thơ bước chân đi. Bước đi nghe cỏ động. Đi mãi thành tâm không hun hút dừng như mộng chập trùng mây khói trông, bài 11. Người bước đi và nghe dù không cố ý lắng nghe. Có tiếng cỏ động sột soạt trong đầu. Bước đi, nghe, bước nữa, vẫn nghe. Chân bước, tai nghe, trong đầu dần dần phẳng lặng, tĩnh mịch, bình an, trống rỗng. Đi mãi thành tâm không? Nhưng mắt vẫn thấy rừng. Ai đã lang thang trong rừng đều biết mỗi lần nhìn một thân cây lại thấy cây cối như đang ngó lại mình. Chào cây, cây chỉ nhìn nhưng im lặng, rừng lặng lẽ không lời, chập trùng, hun hút, như cảm giác của Boris Pasternak, và rừng nhìn bạn, và bạn nhìn rừng. Chập trùng mây khói trông. Nhà thơ có ý định nói cho ai nghe không? Có lẽ không cố ý nói cho ai nghe, khi tự nói với mình. Trầm luân từ thuở ban sơ. Thân sau ta vẫn bơ vơ bụi đường. Bài số 7. Những người làm thơ cuối cùng đều nói với chính mình, trước hết nói cho mình nghe, dù bài thơ có dụng ý thảo một bản tuyên ngôn. Nếu không biết nói cho một mình nghe thì khó truyền đạt được điều gì cho người khác. Câu thơ chót bài số 2 trong Thiên Lý Độc Hành thổ lộ, nghìn năm ta mãi đứng chờ đỉnh cao. Chúng ta có thể đọc Thiên Lý Độc Hành của Tuệ Sĩ như vậy. Người đọc và người viết chia sẻ một cái nghiệp chung, một ngôn ngữ, một dân tộc, một đất nước, một lịch sử, một nền giáo dục, và bao nhiêu thứ khác ràng buộc trùng trùng. Những câu thơ xuất hiện, vì nghiệp đã chín mùi, tiếng nói bật ra, tuôn trào vì cơn thôi thúc tự bên trong không kiềm chế được. Nhà thơ không dùng tiếng nói, chính ngôn ngữ đã sử dụng một con người để biểu hiện. Người, tiếng nói, câu thơ, cùng trong vũ điệu của một nghiệp dĩ, không ai là tác giả. Tùy kỳ sở hành nghiệp, như thị quả báo xanh, tác giả vô sở hữu, Hoa Nghiêm, phẩm số 10. Tuệ Sĩ mở đầu Thiên Lý Độc Hành với câu thơ, ta về một cõi tâm không. Và kết thúc, mưa lạnh đèo cao không cõi người. Cứ như thế, đi một mình, ngàn dặm, chưa hết. Chân văn. Chú thích, Luis Cernuda sinh năm 1902 ở Seville, Tây Ban Nha, mất năm 1963 ở Mexico. Đoạn trích trong bài này lấy từ một tiểu luận Cernuda viết trong tuyển tập, công việc của nhà thơ. The Poet Book do Reginald Gibbon chọn và dịch, nhà xuất bản Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, 1979. Tủ sách áo lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 6, nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách áo lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào tập 7.